sinh diễn viên học sinh giỏi các cấp đều là được những đại tổ áo tiền hướng chúng lão nhiều lê châu thắc phong phú dấu đấu sinh nguyễn thị cưng công tự nhi bát hiệu minh thiết phu quân xin cung thính đệ nhất đại tổ bỉ liên hướng chúng lão nhiều nguyễn quy công chính phối hướng phụ hộ cho con cháu trong gia tộc là tiến bộ học hành thành đạt. Nhờ có tiến tổ các cháu đã đạt được nhiều thành tích, nay đứng trước từ đường báo công nên tiến tổ chứng giao chính phép để công bố thành tích của các cháu trong làm học tập để phát thưởng cho các cháu động viên các cháu học tốt sang năm được nhiều các cháu thành tích lớn hơn về tới thắp hương thiên ô báo cùng đại. Xin kính mời bản gia tổ công đồng chủ tư mệnh tao phủ thần quân nông mạch thổ thân vườn hồng sư bên bùn đông làm tây bắc thần địa lì về tới từ đường chứng giam. Vâng, xin trân trọng kính mời các cụ công an quay ra để chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Làm lễ chào cờ, xin kính mời trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các cháu học sinh.